Xin chào các quý vị khán giả thân thương của i Việt Nam. Thời gian vừa qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì người ta mới hiểu được giá trị to lớn của cái được gọi là vaccine. Chính vì lẽ đó mà tới nay không ít quốc gia đã ghi tên mình trên cuộc đua tìm kiếm vaccine phòng COVID-19. Sự xuất hiện của Việt Nam ở trong danh sách này là điều dễ hiểu. Thế nhưng những gì gần đây Việt Nam làm được ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng lần thứ 3 lại khiến cả thế giới phải kinh ngạc khi kết quả thu được vượt ngoài sức tưởng tượng. Việc này làm tốn không ít giấy mực của cánh báo chí trong nước và ngoài nước. Vì nhiều năm qua, mỗi khi nhắc đến cái tên Việt Nam thì người ta thường nghĩ tới một đất nước có nền kinh tế chậm phát triển và còn tụt hậu hơn so với các nước khác trong cùng khu vực. Đồng thời, phía WHO cũng đã đưa ra thông báo thể hiện sự kỳ vọng cao vào công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine của Việt Nam. Nội dung của thông báo được đưa ra không chỉ khiến bạn bè quốc tế mà chính người dân Việt Nam cũng phải ngã ngửa. Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức công nhận chất lượng vaccine Việt Nam thuộc top đầu thế giới và đánh giá cao các cuộc thử nghiệm của chúng ta. Tuy nhiên, không ít người vẫn còn nghi ngờ tính chính xác của thông báo được đưa ra bởi vì Việt Nam luôn được biết đến là một đất nước nghèo và lạc hậu. Do đó, có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Việt Nam có thực sự tự sản xuất ra được vaccine phòng COVID-19 hay không. Và để tìm câu trả lời cho câu hỏi trên, thì ngày hôm nay i Việt Nam sẽ cung cấp cho quý vị khán giả một số thông tin về sự ra đời của loại vaccine với bao bì Made in Việt Nam. Trước đó, vào năm 2015, Việt Nam may mắn là một trong 39 quốc gia trên thế giới được WHO công nhận có hệ thống quản lý vaccine đạt chuẩn. Và để thông qua được các tiêu chuẩn khắt khe của Tổ chức Y tế Thế giới, thì Bộ Y tế Việt Nam đã phải cố gắng rất nhiều. Không phải bất kỳ quốc gia nào nộp hồ sơ xét duyệt cũng có thể thông qua một cách dễ dàng. Ngay những nước đi đầu về y học như Nhật Bản và Trung Quốc cũng cần tới 2 lần đánh giá mới có thể vượt qua các cuộc thử nghiệm và nhận được giấy chứng nhận từ WHO. Với tư cách là trưởng đoàn đánh giá hệ thống quản lý vaccine Việt Nam vào năm 2015, ông Lahori Belkabi từng khẳng định, với kết quả này, các bạn có thể tự tin các tiêu chuẩn quản lý vaccine của Việt Nam đã được nâng lên đạt tiêu chuẩn quốc tế. Vaccine sản xuất tại Việt Nam không chỉ được sử dụng tại Việt Nam mà có thể xuất khẩu sang các nước khác trên thế giới. Điều này đã một lần nữa được chứng minh vào năm 2020, khi cả thế giới đang phải gồng mình chống lại đại dịch virus corona, thì Việt Nam của chúng ta đã có những thành công nhất định trong công tác phòng chống dịch. Không ngủ yên trên chiến thắng, Bộ Y tế đã nhanh chóng đưa ra thông báo về việc tiến hành nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19. Phương châm xây dựng một nhà nước của dân, do dân và vì dân, thì vấn đề nghiên cứu vaccine luôn được chính phủ Việt Nam đặt lên hàng đầu. Do đó, có đến 4 đơn vị của Việt Nam tham gia vào quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine phòng COVID-19. Đồng thời, phía Bộ Y tế cũng cam kết sẽ luôn đồng hành và đảm bảo mọi điều kiện để thúc đẩy tiến độ, song vẫn đảm bảo được các tiêu chí an toàn của quá trình nghiên cứu. Trải qua một thời gian dài, các công tác nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19 của Việt Nam được đánh giá là có triển vọng. Cả 3 loại vaccine là Nanocovax, Covivac và Biotech trải qua các lần thử nghiệm lâm sàng để thu lại kết quả vượt ngoài sức tưởng tượng. Và để có được thành công đấy, chúng ta phải gửi lời tri ân tới đội ngũ chuyên gia. Các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu vaccine của Việt Nam đã không quản ngày đêm góp sức. Đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới các cơ quan nghiên cứu, sản xuất vaccine uy tín trên toàn thế giới đã hỗ trợ chúng ta. Đặc biệt là loại vaccine Nanocovax được nghiên cứu bởi công ty Nanogen đã trở thành loại vaccine tiến hành các giai đoạn thử nghiệm nhanh nhất tại Việt Nam. Cụ thể, vaccine Nanocovax đã rút ngắn được thời gian thử nghiệm và cấp phép nhưng vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn gắt gao của WHO. Ngày 21 tháng 3 năm 2021, kết thúc đợt thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vaccine Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công với 100% những người tham gia tiêm chủng đều an toàn, có sức đề kháng cao với các biến chủng mới của virus corona. Vào cuối tháng 4 năm 2021, những kết quả cho thấy lần thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 đã có những kết quả rất lạc quan, thậm chí là vaccine Việt Nam đang có những triển vọng phát triển cao. Theo đó, vaccine Nanocovax cho tỷ lệ chuyển đổi huyết thanh trong người lên tới 99,4%, mang tới một kỳ vọng lớn cho ngành nghiên cứu, sản xuất và phát triển vaccine Việt Nam. Mới đây, vào cuối tháng 6 năm 2021, công ty công nghệ sinh học dược Nanogen đã phối hợp tốt cùng Bộ Y tế Việt Nam để hoàn tất việc thử nghiệm lâm sàng đợt 3 trên 13.000 người. Sau khi tiêm xong, phản ứng bất lợi mà vaccine mang lại được đánh giá là khá nhẹ và trung bình, rơi vào khoảng 20-30%. Không xuất hiện những trường hợp biến cố nặng, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát. Tại giai đoạn 3 này, công ty Nanogen cũng đã tiến hành nghiên cứu hàm lượng kháng thể và khả năng trung hòa với virus corona ở Vũ Hán, cũng như các dòng biến thể khác trên toàn cầu, cho thấy kết quả khả quan. Đến với thời điểm hiện tại, vaccine Nanocovax được đánh giá là an toàn, không có phản ứng phụ nào quá nghiêm trọng. Theo những phân tích mới đây, hiệu lực của một số loại vaccine COVID-19 hàng đầu trên thế giới thu được kết quả như sau.
hiệu lực của vaccine Pfizer-BNT là 95%, hiệu lực của vaccine Moderna là 94%, hiệu lực của vaccine vệ tinh Nga là 92%, hiệu lực của vaccine Novavax là 89%, hiệu lực của vaccine Oxford-AstraZeneca là 70%, hiệu lực của vaccine Johnson & Johnson là 66%, hiệu lực vaccine Sinovac là 50%. Trong khi đó, theo như dự đoán của Giám đốc nghiên cứu phát triển vaccine Nanocovax, tiến sĩ Đỗ Minh Sĩ, thì sau khi hoàn thành kế hoạch thử nghiệm lâm sàng lần thứ 3, rất có thể hiệu lực của vaccine Nanocovax sẽ lên tới 90%. Đây là một con số khả quan giúp vaccine Việt Nam có thể lọt top cao trong bảng xếp hạng các loại vaccine tốt nhất trên thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, những đề nghị của Việt Nam sẽ được ưu tiên hàng đầu để tiếp cận các nguồn vaccine một cách nhanh chóng. Phía WHO cũng kỳ vọng Việt Nam sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, sản xuất vaccine trong khu vực, đồng thời cũng khẳng định sẽ quan tâm và giúp đỡ hết mình trong công tác nghiên cứu và sản xuất vaccine của Việt Nam. Trong buổi làm việc với công ty Nanogen ngày 26 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định quan điểm chung và nhất quán của Bộ Y tế là tạo mọi điều kiện tối đa nhưng phải đảm bảo sinh mạng của người dân nên phải làm chặt chẽ. Nếu Nanogen thử nghiệm thành công thì đây sẽ là vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của Việt Nam. Hiện tại giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 3 chỉ mới bắt đầu tiến hành, nhưng trước những kỳ vọng lớn lao của WHO cũng như chính phủ nhà nước thì chắc hẳn trong thời gian sớm nhất, Việt Nam sẽ có loại vaccine phòng COVID-19 đầu tiên để phục vụ người dân cũng như xuất khẩu ra toàn thế giới. Trong điều kiện dịch bệnh còn nhiều khó khăn, chúng ta luôn đề cao khẩu hiệu chống dịch như chống giặc. Vaccine không thể giải quyết triệt để virus corona, nhưng nó giúp cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Trên đây mới chỉ là những dự đoán về loại vaccine COVID-19 made in Việt Nam đầu tiên trên thế giới. Để thành công trong việc sản xuất vaccine thì Việt Nam còn gặp rất nhiều khó khăn, không chỉ về tài chính mà còn liên quan đến nguồn nhân lực tham gia vào quá trình nghiên cứu. Tuy nhiên tại thời điểm này, Việt Nam đang có những lợi thế lớn trong cuộc đua tìm kiếm ra loại vaccine phù hợp nhất trong đại dịch COVID-19. Do đó Việt Nam sẽ càng phải cố gắng hơn nữa để tạo ra một sản phẩm hoàn thiện nhất. Trong khi tình hình dịch bệnh còn căng thẳng thì tình yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc của người Việt Nam đã khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Quỹ vaccine phòng chống COVID-19 của chính phủ Việt Nam đã ghi nhận sự ủng hộ lớn đến từ người dân cả nước khi thu về hàng chục nghìn tỷ đồng. Đại diện lãnh đạo Bộ Y tế cũng khẳng định sẽ nhập khẩu số lượng lớn vaccine phòng COVID-19 của những công ty được cấp phép trên thế giới để tiêm phòng cho người dân. Việc nghiên cứu vaccine là quan trọng, nhưng sức khỏe của người dân lại càng quan trọng hơn, nên các chỉ đạo liên quan tới vấn đề tiêm phòng luôn được các cơ sở chính quy của ngành y tế thực hiện. Với phương châm chống dịch như chống giặc, thì Việt Nam nhất định sẽ vượt qua được đợt dịch trước mắt. Và trên đây là những thông tin về loại vaccine Made in Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận. Bạn nghĩ sao về việc chúng ta sẽ tiếp tục thu được những thành tích mới ở loại vaccine phòng COVID-19? Hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bên dưới phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này của iVietnam đến với mọi người nhé. Hãy nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của chúng mình. Và ở những video tiếp theo, các bạn muốn iVietnam thảo luận về vấn đề gì nào? Đừng quên gợi ý cho chúng mình trong phần bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!